Rồi xin chào các bạn nha. Thì tháng vừa rồi mình được bếp nên mình có chuẩn bị 10 cái bí thư về lại 7 triệu này. Mình sẽ bỏ một bí thư 300 ngàn cho mình người già trong xóm nha. Đó. Thì mình sẽ tắt cái video. Mình đang ngồi một bên nhà, mình đang ở quê nhé. Mình tắt cái video rồi mình bỏ xong mình quay video tiếp. Thì đây là mình đã bỏ xong nha, giờ này còn thừa 2 triệu. Tiền này mình mới đổi ở trong mẹ mình về. Thì giờ triệu này mình sẽ đem đi cho. Mình không quay video lại đâu nha. Thì quay video để cho vui thôi, lan tỏa mấy cái chuyện vui vẻ thôi. Chứ làm Facebook suốt ngày bị Facebook hấu rồi liệt nó cũng hơi chán nha. Rồi, cảm ơn các bạn.